Hôm nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ngày xét xử sơ thẩm thứ hai vụ án giết người xảy ra vào ngày 15 tháng 3 tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Phúc. Hội đồng xét xử đã đề nghị mức án chung thân đối với hai bị cáo Phùng Mạnh Tuấn và Phùng Đắc Tú. Sáu bị cáo còn lại cũng bị tuyên án với các mức tù khác nhau. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm soát cho rằng bị cáo Phùng Đắc Tú, một trong hai bị cáo chính, mặc dù đã từng có tiền án nhưng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Bộ Luật Hình sự khi đã tự nguyện nộp tiền bồi thường một phần thiệt hại, nên hội đồng xét xử đã đề nghị mức án chung thân cùng mức án với bị cáo Phùng Mạnh Tuấn. Còn lại các bị cáo Đặng Quốc Tú bị đề nghị 20 năm tù, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Văn Tình bị đề nghị mức án từ 15 đến 18 năm tù, Nguyễn Văn Bính từ 10 đến 12 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Duy Hiệp 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Cũng trong phiên tòa, đại diện cơ quan công tố cho rằng các lời khai của các bị cáo tại tòa cũng như trong hồ sơ vụ án hoàn toàn phù hợp với nhau. Ông Trần Khánh Dũng, con rể chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ cho các bị cáo thuê ngôi nhà 4 tầng chứ không liên quan gì đến vụ án. Trước đó, vào tối 14 tháng 3, nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn đã xô xát với một nhóm đối tượng gồm 6 người do Phùng Đắc Tú cầm đầu và bị đánh chết.